Công tử phá hoại. Chuyến này nhập được nhiều loại vải tốt quá. Anh ba, lần này tôi mang ít tiền, vừa phải nhập hàng, lại vừa phải mua ít thuốc cho cái chân đang trở trời đau lại này. May có anh cho vay để vài hôm nữa, rồi tôi thu xếp cho người trả lại anh. Kìa, anh em mình đi buôn cùng nhau cả chục năm nay rồi, mà anh còn khách sáo thế. Thôi, chiều cũng muộn rồi, mình về sớm không muộn, để tôi đỡ anh lên xe. Nộp lại hết tiền bạc, còn mong sống sót. Nếu không thì... Xin các anh tha cho, chúng tôi đã dốc hết tiền để mua vải rồi. Mấy thép vải này cũng kiếm được một ít đấy. Bảo chúng nó nộp hết trang sức châu báu ra đây. Quả thật không dám giấu, trên người chúng tôi không còn đồng nào cả. Nghe đâu chúng là bọn thổ phỉ, chưa ai trở về khi gặp bọn chúng cả. Để tôi chặn chúng lại, anh cứ lên ngựa phi thật nhanh. Chân tôi thế này thì không thể chạy xa được đâu. Tôi không thể bỏ anh ở lại được. Hoạn nạn chúng ta phải cùng chịu. Còn nhiều lời, mau nộp hết ra đây, không thì mất xác. Đằng nào thì cũng bỏ mạng nơi đây, đừng có ức hiếp người quá đáng. Trời ơi, anh hai, chuồn khỏi chỗ này thôi, có người tới. Anh hai, tỉnh dậy đi, anh hai. Bà ơi, e là sức tôi cũng không chịu được nữa. Tôi chỉ còn có một tâm nguyện cuối cùng, mong anh chăm sóc hộ tôi thằng bé Hào. Nó tuổi mới lớn, mồ côi cha, không ai dạy dỗ thì không nên người được. Đừng nói nữa, để tôi đưa anh về. Anh hứa với tôi đi. Tôi nhất định sẽ giữ lời hứa. Anh hai. 5 năm sau. Bác ba, tháng này bác cho con xin thêm ít tiền nha. Mới đưa tiền cho con đầu tháng, bây giờ mới được có nửa tháng, sao đã tiêu gì hết nhanh vậy? Nhà còn trăm thứ việc để tiêu pha, chứ có vài đồng bạc, làm gì mà bác phải khó khăn thế? Ta nghe nói con còn chơi cờ bạc, đá gà phải không? Con ơi, biết hoàn cảnh nhà mình thiệt thòi sao không cố gắng làm ăn, cứ ăn chơi liêu lỏng rồi lại ý lại, dựa dẫm vào người khác, rồi sau này biết tính sao? Ba con cũng là vì đổi mạng sống cho bác mà mất mạng. Nếu ba con còn sống thì con chẳng phải chịu đựng cảnh ngửa tay xin tiền thế này đâu. 5 năm nay bác chu cấp cho mẹ con là nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ rồi. Bác đúng là vong ơn bội nghĩa, thật uổng công ba con bỏ mạng vì bác. Cậu nghĩ thế nào thì tùy, cậu có giỏi thì tự đi mà kiếm tiền, đừng có ngửa tay xin người khác nữa. Bác, chị hai, bao giờ thì có tiền trả cho tôi? Chị cho em khất thêm mấy hôm nữa. Cả mấy năm nay ăn bám người ta mà không biết ngại à? Bác nói ai ăn bám? Đó là trách nhiệm người ta phải lo cho nhà con. Chỗ bác nói thật, không ai giúp mình cả đời được. Rồi ông ba cũng phải lo việc nhà của mấy nữa chứ. Người ta nói khó nghe, nhưng mà cũng không sai. Lâu nay nhà bác ba đã giúp mình quá nhiều rồi. Thôi thì con mang tấm vải này ra chợ bán xem có được ít tiền nào không. Bác ba thật quá đáng. Mình cứ ngồi ì ở đây xem có ló mặt ra không. Thưa ông, cậu chủ Hào cứ ngồi đó đòi tiền. Kệ nó, cho người nhà đuổi ra đi. Không đi cứ đánh thật đau vào. Đi ngay, ngồi đấy ăn vạ. Ông cho mấy gậy bây giờ. Cậu có phải là con ông hai trước buôn vải có tiếng ở thị trấn không? Sao giờ lại ra nông nổi này? Cũng bởi ba cháu cứu người rồi bỏ mạng, nhưng giờ người ta vong ơn bạc nghĩa, không có trách nhiệm gì với mẹ con cháu, lại còn cho người đuổi đánh. Thôi, cậu đừng khóc nữa. Trước đây tôi với ba cậu cũng qua lại làm ăn. Hai mẹ con dọn qua chỗ ta, có việc gì thì làm, ta trả cậu ít tiền công lo cho mẹ. Cháu cảm ơn bác. Thời gian qua con thấy công việc thế nào? Đúng là rất vất vả, nhưng con có được niềm vui khi tận tay mình kiếm ra được đồng tiền. Ta thấy con cũng rất chăm chỉ, mà lại có khiếu trong nghề dệt. Sắp tới ta sẽ đưa con đi học nghề trên thị trấn. Bác tốt quá. Vải đẹp lắm, rất nhiều người muốn đặt hàng đấy. Cứ đà này, chả mấy chốc
con sẽ tiếp nối lại cơ ngơi xưa của cha con thôi. Nhất định con sẽ thành công, để người ta phải hối hận vì đã vong ân bội nghĩa với cha con. Con vẫn nuôi mối hận với bác ba con à? Hôm nay thì bác nói thật với con nha. Không phải bác, mà là bác ba đứng đằng sau tất cả. Bác ấy đã đưa tiền nhờ bác lo liệu giúp mẹ con của con. Là bác ba sao? Đúng vậy, bác ấy khổ tâm lắm vì mấy năm chu cấp tiền cho mẹ con. Hóa ra lại làm con sinh hư. Sinh ra thôi ỷ lại, dựa dẫm nên mới nghĩ kế để con tự lực cánh sinh mà lo liệu cho tương lai sau này. Trời ơi, thế ra là con đã hiểu lầm bác ba rồi. Cho bao nhiêu tiền bạc cũng không bằng cho ta ý chí và sức mạnh sinh tồn. Bác ba đã tìm cách khơi gợi những điều đó ở con. Giờ có nó rồi, con có thể tự tin, đàng hoàng mà sống. Ba con coi như vậy mới ngậm cười nơi chính suối. Con hiểu rồi bác ạ. Con mang ơn bác ba, con phải đến cảm tạ bác ấy. Sống chậm lại. Tuần sau chúng ta sẽ đi du lịch khám phá châu Úc. Anh đã đặt vé máy bay rồi. Thật sao? Dù công việc kinh doanh rất bận mà vẫn sắp xếp thực hiện chuyến đi cùng em. Cảm ơn anh vì món quà sinh nhật này. Em thích là được. Anh đã sắp sẵn hết lịch trình rồi. Em cứ yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ này là được rồi. Kia rồi, những người hướng dẫn viên của chúng ta. Chào mừng đến với chuyến du lịch khám phá thiên nhiên đẹp và hoang sơ nhất thế giới. Bây giờ, xin hai vị trước tiên hãy về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ lên lịch trình tham quan hấp dẫn nhất. Cảm ơn anh. Cứ theo lịch trình của tôi là được. Tôi đã sắp xếp cả rồi. Vâng, thưa quý khách. Chào anh chị. Xin giới thiệu với anh chị, đây là San. Là một hướng dẫn viên người bản địa có rất nhiều kinh nghiệm. Anh ấy sẽ cùng tôi đưa anh chị tới thăm những địa điểm trong lịch trình. Chào anh chị. Chào anh. Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm vườn thú tự nhiên, công viên thiên niên kỷ, trải nghiệm vườn quốc gia và dạo qua khu thảo nguyên trung tâm. Chỉ mình vườn quốc gia thôi, có lẽ mất cả buổi chúng ta cũng chưa khám phá hết những địa điểm thú vị của nó rồi. Phải đấy anh yêu à, chúng ta cứ thăm thú dần dần thì mới khám phá hết vẻ đẹp ở nơi này chứ. Không được, lịch trình đã kín hết rồi, ngày mai còn bao nhiêu điểm phải đến nữa, không thì chúng ta sẽ không đi kịp mất. Tuyệt quá, như lạc giữa một khu rừng nguyên sinh vậy. Tôi muốn đi theo những chú kakuru kia để xem chúng chăm sóc con thế nào. Kìa em, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, anh cứ cho xe chạy tiếp đi. Anh ơi, hôm nay chúng ta đi nhiều em mệt quá à. Hay là chúng ta về sớm, nghỉ ngơi ở khách sạn đi. Thôi nào em, mấy khi đi du lịch thế này, lịch trình đã khớp rồi. Chúng ta còn phải quay về, bao nhiêu việc đang chờ ở nhà nữa kìa. Tôi cũng nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút, du lịch cần thư thái. Chứ đi như thế này rất mệt, anh chị đã đi liên tục không nghỉ ngơi một phút nào rồi. Tôi đã bảo không được rồi mà. Mà cậu kia đâu rồi? Dạ, cậu ấy đang ngồi ở kia. Cậu ấy cũng mệt quá rồi. Tôi cũng nghĩ là hôm nay nên về sớm nghỉ ngơi thôi ạ.
sao lại như thế? Thật lãng phí thời gian. Các anh có biết mỗi giây mỗi phút đều là vàng là bạc không hả? Tôi đã trả tiền để thuê các anh trong chuyến du lịch này đấy. Thôi đừng nóng mà anh. Tóm lại là sao đây? Anh có định tiếp tục chuyến tham quan không thì bảo. Hãy chậm lại để tâm hồn anh theo kịp với. Cái gì cơ? Chậm lại để tâm hồn theo kịp là sao? Các anh chị đi nhanh quá, tâm hồn tôi theo không kịp. Tôi chưa kịp nhìn ra điều gì, chưa kịp cảm nhận điều gì. Thân thể đi mà trống rỗng, như vậy thì đi làm gì chứ? Anh ta nói đúng anh à, chúng ta đi để cảm nhận cuộc sống, chứ không phải đi để chạy đua với thời gian. Cần tỉnh lại một chút anh à. Vậy hôm nay chúng ta sẽ về nghỉ ngơi vậy. Ngày mai nhờ anh lên sẵn lịch trình thoải mái nhất cho tôi. Được, được, tôi sẽ lên một lịch trình mới để anh chị có thể tận hưởng nơi đây một cách trọn vẹn nhất. Người hoàn hảo. Dạ, tôi ăn đây ạ. À. Anh Nam đây, em nhận được bưu phẩm anh gửi chưa? Dạ, em nhận được rồi. Cảm ơn anh. Anh không dám đưa trực tiếp vì sợ em từ chối. À, anh đăng ký tiết mục văn nghệ với em đêm hội trường rồi đấy ăn à. Cũng muộn rồi, em nghỉ sớm đi nhé. Vâng ạ. Thân Tặng An. Anh được biết em đang phải làm bài luận tiếng Tây Ban Nha. Hy vọng những cuốn sách này sẽ hữu ích cho em. Anh Nam. Những cuốn sách Tây Ban Nha này rất hiếm. Anh Nam chắc phải tìm kiếm lâu lắm. Anh Nam thật chu đáo, nhưng mình không thể nào đón nhận tình cảm của anh ấy dành cho mình. Giá như món quà này do anh Hoàng Lâm tặng mình thì tốt biết bao. Sao trên đời này lại có một người hoàn hảo đến thế? Em học dưới anh một khóa, anh hát rất hay ạ. Chào em, cảm ơn em, hoa đẹp quá. Em ơi, nhất định vào buổi dạ hội kỷ niệm 50 năm thành lập trường sắp tới, mình phải mời Lâm song ca với mình một bài. Anh ấy đâu rồi? Cậu đúng là bị thần tình ái đánh trúng tim rồi. Hai người quen nhau rồi sao? Tớ nghĩ vậy. Anh ấy đã nhìn tớ rất lâu và gọi tớ bằng giọng nói nhẹ nhàng biết mấy. Chiếc áo mưa này lẽ nào là của anh Lâm? Mình quyết định rồi. Mình sẽ mời anh ấy song ca trong tiết mục văn nghệ tự do đêm dạ hội trường. Ơi anh Lâm, đây đúng là một cơ hội trời cho. Mình phải ra nói chuyện với anh ấy. Chào anh. Chào bạn. Bạn là... Vậy là anh ấy không nhớ mình ư? Dạ, em học khóa 6 ạ. À? À, vậy là dưới tôi một khóa. Buổi tối rất thú vị phải không anh? Chẳng biết nữa, tôi có chút khó chịu. Có chuyện gì vậy ạ? Người ta rót rượu vào cái ly bằng nhựa, thật là cẩu thả hết sức. Ở nhà tôi chẳng bao giờ uống nước vào mấy cái ly bằng nhựa rẻ tiền như vậy. Vậy ư? Chưa hết đâu, tôi thấy họ còn nấu món nhộng rang. Tiệc tùng gì mà bày cả mấy cái món giản đơn ấy, thật chẳng ra sao. Tôi thấy món đó cũng được mà. Được cái gì chứ? Chẳng qua chỉ những người ăn uống dễ dãi nên mới không thấy có vấn đề gì. Lại còn mấy cái dĩa rau xào bày biện lơm khơm, chẳng đẹp mắt chút nào. Tiệc tùng gì mà... Có lẽ anh quen ăn ở nhà hàng sang trọng nên... Có lẽ vậy. Mà tôi thấy cô mặc chiếc váy này không phù hợp lắm với không gian tiệc tùng thế này. Cô nên mặc cái gì đó lấp lánh, gợi cảm một chút chứ. Thật vui vì được nói chuyện với anh. Tôi phải đi rồi. Thật buồn cười. Đây là Lâm, chàng trai với cây đàn guitar và những bản tình ca ngọt ngào, là con người hoàn hảo, lịch lãm trong mộng của mình bấy lâu sao? Đừng có ăn bánh ngọt ở đó nữa, cứng ngắc cả rồi. Ăn đến rồi hả em? Ôi, anh Nam, vào đây dùng tiệc đi, vui lắm. Dạ.
thức ăn thật là ngon, bánh ngọt thơm tuyệt. Em ăn đi, bánh rất ngon đấy. Cảm ơn anh. Ôi, thơm quá, không hề cứng chút nào. Cảm ơn em vì cuối cùng đã nhận lời hát cùng anh. Em... anh vui lắm. À, hôm trước em có dùng áo mưa anh để ở xe không? Áo mưa hôm ấy là của anh à? Ừ, anh thấy em lúng túng mãi ở thư viện không về được. Tôi nói rồi, đừng có ăn mấy cái món ấy. Món ăn tiệc gì mà dở hơn cả cơm bình dân. Mấy chục năm mới có hội trường mà tổ chức chẳng ra làm sao. Ai vậy? Người quen của em à? Dạ không, em không quen người đó. Chúng ta hát tiếp thôi anh. Em không muốn làm hỏng một buổi tối ý nghĩa thế này. Nhà mới. Xem nào, lắp cái ao kia đi, rồi xây cái nhà 4 tầng. Sau đó làm vườn cây với đủ loại cây cảnh. Nhà mình khác gì ở thành phố đâu. Chú Tư à, thím nhắn chú ra đồng, cắt nốt đống gốc rạ để gieo mạ cho kịp thời vụ. Bác vừa đi cày về đấy à? Ừ, tôi cày nốt thửa ruộng để còn cấy. Tranh thủ lúc họ tháo nước vào ruộng. Em thật không hiểu bác đấy. Tiền đền bù đất của nhà bác tính hàng tỷ ấy, ăn cả đời còn trả hết. Sao bác cứ phải khổ sở thế nhỉ? Ôi trời, miệng ăn thì núi lở. Tiền tỷ mà không biết tiết kiệm chắc bớt thì cũng hết. Mình là nông dân, sống nhờ đất. Giờ người ta lấy hết đất rồi thì biết làm gì để kiếm sống. Phải biết tiết kiệm chứ chú. Hồi xưa bố mẹ đã dạy anh em mình thế rồi còn gì. Bác nói thế nào chứ? Tiền ấy ăn xài đến hết đời bác mà sao hết được. Bác về lo xây nhà, sắm sửa trang hoàng nhà cửa, rồi hưởng thụ cuộc sống đi thôi. Tôi nghĩ nhà có ít người, xây cái nhà vừa đủ thôi. Sau đó dành tiền gửi tiết kiệm cho các cháu ăn học. Tôi và nhà tôi sẽ làm thêm nghề tráng bánh, trang trải sinh hoạt phí hàng ngày. Đúng là mãi chả thoát khỏi cái lũy tre làng. Bác mãi không thoát được cái tư tưởng trồng lúa. Thế này á thì bao giờ làng mình mới thành phố được. Vâng, tôi cứ ăn chắc mặc bền vậy. Chú ra đồng giúp thím đi, tôi về đây. Đúng là hai lúa, quê một cục. Giờ có tiền thì phải thay đổi phong cách đi chứ. Hôm nay xã mở lớp dạy nghề cho bà con. Ông không đi học hả? Sao mà phải học? Học cái nghề sửa xe máy á, rồi dầu mỡ bám tay cả ngày. Giờ nhà mình có của ăn của để rồi, sao phải khổ chứ? Phải lo xa chứ ông. Mà mấy cái cây cảnh mấy trăm triệu ông sắm thế kia lãng phí quá. Mấy cái đó không cần thiết. Bà đúng là sướng mà không biết đường hưởng. Hay chết có mang tiền đi được không? Hưởng thụ đi. Đó, mình xem. Bác năm chăm chỉ thế kia chứ ai như mình. Sao hai anh em ruột mà tính tình khác nhau thế chứ? Cái lão gàn dở. Tiền có chất đóng còn không biết đường hưởng thụ. Ông thật là. Ông Tử ơi, có nhà không? Ông cứ đàn đúm tụ tập với mấy lão long bông ấy đi, chẳng hay ho gì đâu. Tôi xin ông cứ cờ bạc suốt ngày, rồi có ngày của nã đổ nón ra đi hết. Ơ hay, bà có thú vui của bà, tôi có thú vui của tôi, lằng nhằng. Thôi tôi đi đây. Mình về rồi à? Đừng có động vào tôi, lần nào cũng thua, rõ chán. Trời ơi, ông sao lại đổ đốn ra thế này hả trời? Lỗ những gần một nửa, đúng là bọn cắt cổ người. Thôi, hôm nay phải gỡ bằng được cho bỏ tức. Đấy, tôi nói có sai đâu. Ông không chịu làm ăn, chỉ ham cờ bạc. Giờ thì... Bà có im đi không?
Hôm nay tôi quyết chơi quả to để lấy lại tất cả. Bà khóc lóc thế đen đủi lắm. Tránh ra. Ông Tư, số tiền ông nợ chúng tôi đã quá hạn một tuần rồi. Giờ ông tính sao đây? Tôi chưa có tiền trả. Các anh thư thả cho tôi ít bữa. Anh còn căn nhà này, giờ viết giấy gán nợ đi. Không được, đây là mảnh đất Hương Hỏa ông bà để lại, tôi không thể bán nó. Ông định giở trò à? Có chuyện gì thế? Các anh đánh người, tôi báo chính quyền đấy. Ông hỏi nó xem, vay nợ chồng chất không có tiền trả, bảo gán căn nhà thì không chịu, chúng tôi còn phải làm ăn chứ. Thôi các anh cứ về đi, rồi sẽ có tiền trả cho các anh mà. Bác, em lấy đâu ra tiền mà trả? Chú yên tâm, tôi có một ít tiền tiết kiệm, sẽ cho chú mượn để trả nợ. Còn căn nhà này thì nhất định không được bán. Được, cuối tuần chúng tôi sẽ trở lại. Đội ơn bác nhiều lắm. Em thật không phải vì trước nay cứ dè biểu khinh thường bác. Đúng là có tiền mà không biết tiết kiệm, ăn chơi hoang phí thì cuối cùng cũng sản nghiệp thôi. Anh em ở trong nhà mà, chú còn khỏe, còn làm được việc thì không lo đói. Từ mai, nếu như chú không chê á thì sang học nghề tráng bánh đa với tôi, rồi gây dựng lại từ đâu. Cảm ơn bác, bác đã cứu sống em rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.